bây giờ trong đầu anh chỉ có duy nhất một cái gọi là hạnh phúc. Anh quá hạnh phúc vì hôm nay là ngày anh chính thức được gọi em bằng hai tiếng vợ yêu. Qua thời gian tìm hiểu, chia sẻ và đồng cảm nhau trong cuộc sống, thì đến hôm nay, với sự chứng kiến của toàn bộ quý khách, quý vị ở đây, đôi bạn trẻ Quang Trí và Thu Thủy đã chính thức nắm tay nhau bước vào một nhà dưới sự tổ chức của hai gia đình chúng tôi. Từ cái ngày mà mình quyết định đến với nhau tới bây giờ, lúc nào anh cũng suy nghĩ là không biết cảm xúc của anh hôm nay khi đứng trước em, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, anh không biết phải làm gì hay phải nói như thế nào nữa. Nhưng mà thật sự bây giờ trong đầu anh chỉ có duy nhất một cái gọi là hạnh phúc. Anh quá hạnh phúc vì hôm nay là ngày anh chính thức được gọi em bằng hai tiếng vợ yêu. Anh sẽ không để một ai ức hiếp em nữa. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em cứ cầm chặt tay anh sẽ bảo vệ em đến cùng. Vợ nha.